Chiều ngày 19 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo và thủ thành Văn Lâm đã tham gia buổi họp báo trước trận gặp Jordan. Tại đây, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra rất tự tin vì đã nghiên cứu kỹ đối thủ. Chúng tôi rất vui và tự hào khi là một trong 16 đội mạnh nhất giải. Về đối thủ Jordan, họ có thể hình tốt, chơi bóng nhanh và đặc biệt là nguy hiểm ở những đường bóng dài. Jordan đã có 2 bàn thắng từ chấm phạt góc, nhưng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của họ và tìm cách khắc chế. Họ đã ghi bàn 2 bàn thắng từ phạt góc. Huấn luyện trưởng cũng đã có những cái nhắc nhở và những cái rút kinh nghiệm để mà chống được những cái quả phạt góc đấy. Với sự tự tin mà huấn luyện viên Park Hang-seo và thủ thành Văn Lâm thể hiện trong buổi họp báo, hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có được kết quả tốt trước Jordan. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ tối Chủ nhật ngày 20 tháng 1 tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.